Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 5, Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Mai Nhữ Thắng, Phó trưởng Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trường đoàn, đã có buổi làm việc tại huyện Mường Lát về chương trình giám sát, thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018-2022. Tiếp và làm việc tại buổi giám sát, về phía tỉnh, còn có các thành viên ban dân tộc hội đồng nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về phía huyện mường lát có đồng chí hà văn ca tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đồng chí nguyễn văn bình phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đồng chí lâu dị lênh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đồng chí hoàng văn dũng ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo một số phòng ban ngành liên quan của huyện trong giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Mường Lát triển khai xây dựng 11 khu tái định cư tập trung, 3 khu tái định cư liền kề. Trong số 11 dự án tái định cư tập trung, có 6 dự án đã hoàn thành với tổng mức đầu tư là 115,714 tỷ đồng theo hình thức đầu tư khẩn cấp. Một dự án chuẩn bị hoàn thành, 4 dự án đang triển khai. Các khu tái định cư liền kề cũng đang được huyện triển khai. Theo phương án, Giai đoạn 2018-2022, huyện Mường Lát sẽ bố trí tái định cư tập trung cho 683 hộ, tái định cư liền kề cho 68 hộ và tái định cư xen ghép cho 28 hộ. Đến nay, huyện đã bố trí tái định cư tập trung cho 346 hộ với 1.566 khẩu sinh sống ổn định và có 42 hộ với 244 khẩu đang di rời đến mặt bằng tái định cư. Từ thực tiễn thực hiện quy hoạch, bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai Tại buổi giám sát, huyện Mường Lát kiến nghị Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí bồi thường và kinh phí trồng rừng thay thế diện tích rừng thu hồi phục vụ xây dựng các khu tái định cư để Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Bởi đến nay, toàn bộ 346 hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống, nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị tỉnh Nâng định mức đầu tư xây dựng khu tái định cư, tái định cư tập trung và tái định cư liền kề, bởi định mức hỗ trợ là 300 triệu đồng trên hộ với khu tái định cư tập trung và 150 triệu đồng trên hộ với khu tái định cư liền kề thì không đủ để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. Trước buổi giám sát, ban dân tộc hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu đã có buổi khảo sát trên thực địa việc thực hiện quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại khu tái định cư bản Nà Ón và khu tái định cư bản Ma Hác, xã Trung Lý và khu tái định cư bản Ón, xã Tam Trung.